Mình bảo là nhưng mà diễn một mẹ mình nhá. Mày nghỉ 30 lần, ta xin 3 lần, tao là em trò. Bảo là không cho em nghỉ được, em nói em cứ nản em nghỉ nữa. Tiếp núi thì sao? Lúc sau em mệt quá, em về em rưỡi mẹ thẳng chân lại nữa. Ba mình nghỉ thì nói chung là em bảo là ai cũng có lý là thôi. Nhưng mà cảm thấy không chơi với nhau thì thôi. Sao chẳng anh em lý này. Điểm 1 đều, Vũ Thiết giao cầu. Cầu ngoài sân 2-1 cho Vũ Văn Cường. Chia sẻ live stream này đến nhiều người hơn được không ạ? Cường chạy đi. Cầu ngoài sân, mình làm cái kèo được không? Em với anh Hoàng Anh làm một cái kèo nhá. Em bắt Vũ Thiết, anh bắt Trung Nhất. Một cái thẻ 50, 15-12 trong set đầu thứ 3 nhá. Một ly trà chanh chơi thì anh kèo một cái thẻ 50 với em đúng không? Thế em còn lấy tiền em đăng ký mạng live stream cho anh em xem nào. Anh Hoàng Anh nhận kèo đi. Biết đâu em thua anh thì sao? Sáu bốn cho Vũ Thiết. Ok, thì anh sẽ chuyển lời Vũ Thiết nhá. Phải nói em Vũ Thiết không có gì ngoài sức khỏe và sự lì lợm thôi. Cầu ngoài sân Khải Bùi với Ngọc Duy thì anh Khải Bùi cũng đang rất trước, dẫn trước 8-4 trong set đầu thứ hai nhá. Đập rất mạnh nhưng Vũ Thiết vẫn thủ được. Rất bình tĩnh. 7-5 cho Vũ Thiết. Xin chúc mừng Ngọc Anh trước đi nào. 4 điểm nơi kia làm sao ăn được. Về cầu ngoài sân, đồng ý thế không ạ? Kê cầu tốt từ Vũ Thiết, 9-7 của mình. Vũ Thiết chỉ cần thắng set đầu thứ nhất thôi, trận số 3 chắc chắn sẽ thắng cả trận. Tùng của Yên gặp Ngọc Đại Từ. Chấm cầu ngoài sân, Đường Ngọc Anh lại thua tay vợt Trung Nhất. Tay vợt áo cam đang thi đấu đây. Đang thi đấu trước live, trên live stream này đây. Kế trước của em. Một chiến thắng áp đảo của Quốc Học. Cầu trong sân. Điểm 9-10 cho Trung Nhất. Điểm số đang là 12-5 cho Khải Bùi. Cầu ngoài sân. Vẫn còn Vũ Thiết rất lì. Khải Bùi. Hay quá. Thủ cầu rất khéo léo thì mình đang khá khó khăn. Tay vợt này đánh rất khó chịu. Phát này thì ngoài thật rồi. 12 đều cho Vũ Thiết. Đập cầu tốt. Cầu ngoài sân rất đáng tiếc. Trong trận đấu này thì Vũ Thiết đánh ra ngoài khoảng 4 tình huống cầu ngoài sân rồi. Điều. Vâng, hai vận động viên giành giật nhau từng điểm số 1. Đến mọi người nhá, còn trận Quốc Học chúng ta xem nóng hổi luôn nào. Em bảo tối bán kết có tay vợt mới lên hôm nay không được cưới.
cái bảo cầu đánh chiến thắng cho ông hai set luôn. Anh Tùng đánh cái bảo cầu không theo được nhà chết. Thôi được rồi ơi, theo lưới kìa. Thôi xong rồi. Năm năm tiền lấy luôn. Chiếc kia anh quay lại HP rồi anh ơi. Năm năm thì lấy luôn. Bình thường nhé, thì chuyện di chuyển hay chứ nhỉ? Trên kia ok thiết 20-15 rồi, rất là chăm chỉ, tập luyện thể lực rất là miệt mài luôn. Sáng nào cũng dậy sớm, vừa rồi ấy là cho tặng chạy, chưa hôm nào cũng tranh thủ. Điểm số không đều trận đấu thứ hai, Vũ Thiết là Trung Nhất. Vừa rồi là một tình huống rằng co cầu phải đến 30 chạm rồi mà bây giờ mới kịp, quay thiết lì lắm. Chiến thắng cho Vũ Thiết. Bàn kia bà Hiếu lại bật lại là thắng hơn bên kia. Đâu Yến lên thắng được Hiếu không? Không, Hiếu bên bảng bên này ba đội mạnh nhưng còn một Hiếu. Bây giờ bàn kết đi. Kết. Sau khi kết thúc các trận thi đấu trên các sân, buổi sân chung còn lại. Bên này điểm là 53 cho Vũ Thiết cho mọi người. Xem rồi. Ăn nhẹ nhàng thôi. Thôi, mình bảo là nhưng mà diễn một mẹ mình nhá. Là mày nghỉ 30 lần, ta xin 3 lần, ta là đánh trò. Bảo là không cho em nghỉ được, em nói em cứ nả, em nghỉ. Tiếp nối thì sao? Lúc sau em mệt quá, em về, em rưỡi mẹ thẳng chân lại. Nói chung là em bảo là cũng có lý là thôi, nhưng mà cảm thấy không chơi cũng được thôi. Chào chào chị Lan Hương, cảm ơn chị Lan Hương đã có lời khen. Ngày hôm nay thì phải nói là trận đấu quá hay rồi, mọi người không thể bỏ lỡ được. Không phát hiện nó kiểu đánh nước tối nay là xong cả bên ngoài còn anh em chưa với nhau thì có tốt đối thủ được nhìn thôi 83 ba Vũ Thiết rồi sau thì đối thủ nó cửa một trận đấu khá vất vả cho Phú Ngọc anh và anh Tùng có quá tiền cửa Trận đó anh nói thầm em đi lộn người trẻ
ba chén rồi dương hiệu cũng vào rồi mình sẽ sắn cả đáy không từ khi bữa kia chủ khoa còn nghĩ là anh sẽ thu cái hơi là trận thứ nhất là nghĩ là thế.